Chào mừng quý vị đến với một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phúc Cường. Giáo xứ Cao Xá mừng đón cha phó An Tôn Nguyễn Thành Chương. Phong trào Kusilo giáo phận Phúc Cường sinh hoạt trường lãnh đạo. Tin giáo xứ Bến Sắn, thánh lễ mừng kỷ niệm 2 năm linh mục cha Luciano Nguyễn Thành Tiến. Giáo xứ Bình Hòa mừng lễ thánh Phaolô trở lại, bổn mạng cha sở Phaolô. Tin giáo xứ Phú Lợi, giờ chầu thánh thể dành riêng cho hội cầu nguyện vào thứ hai hàng tuần. Tin giáo xứ Mỹ Hảo, kỷ niệm 29 năm linh mục của cha Tito Nguyễn Minh Nhường. Tin giáo xứ Cao Xá, giáo xứ Cao Xá mừng đón cha phó An Tôn Nguyễn Thành Chương. Vào lúc 17:30 ngày 14 tháng 1 2018, giáo xứ Cao Xá cử hành thánh lễ mừng đón cha phó An Tôn Nguyễn Thành Chương, thánh lễ do cha An Tôn chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha chánh xứ Gioan Bautista Trần Quang Hiển, cha bề trên tu xá Gia Thịnh Giuse Phạm Quang Sáng và cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy, quý dì và cộng đoàn giáo dân giáo xứ. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha chánh xứ Gioan đã giới thiệu cha phó xứ với bà con giáo dân giáo xứ. Bên cạnh đó, cha chánh xứ cũng sơ lược về cuộc đời của cha phó xứ và gia đình của ngài, để mọi người có thể hiểu và biết được rằng, dù cha phó là con người Tây Nguyên, nhưng vì yêu mến Chúa và lắng nghe lời Chúa mời gọi, ngài đã rời quê hương của mình để đến phục vụ tại vùng đất biên giới Tây Nam này. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú cũng đã cho mọi người thấy được xưa kia thánh Gioan đã giới thiệu Chúa cứu thế với những người anh em như thế nào, thì hôm nay cha phó An Tôn cũng vì nghe lời Chúa mời gọi mà ngài đã đến đây để giới thiệu Chúa cho mọi người. Và việc được mang Chúa đến với mọi người cũng là tâm nguyện của cha An Tôn khi nhận tác vụ linh mục. Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường chân lý của ngài. Đón nhận tình cảm của bà con giáo dân giáo xứ Cao Xá, cha An Tôn đã bày tỏ tâm tình tri ân cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho mình. Cha An Tôn cũng mong muốn cộng đoàn giáo xứ Cao Xá luôn đón nhận cha như người con trong giáo xứ Cao Xá để cùng cộng tác và xây dựng giáo xứ ngày một trưởng thành, thăng tiến như lòng Chúa mong muốn. Phong trào Kusilo giáo phận Phúc Cường sinh hoạt trường lãnh đạo. Vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 1 2018, sinh hoạt trường lãnh đạo được tổ chức tại giáo xứ chánh tòa Phúc Cường dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Giuse Trần Tấn Lực với chủ đề Tiền Kusilo. Sau khi đọc kinh khai mạc và lời nguyện Kusilita, cha Giuse có bài tính lý: thăng tiến đời sống Kitô hữu nơi phong trào Kusilo. Lãnh đạo là những người có khả năng lắng nghe người khác, biết họ cần gì và khả năng đáp ứng nhu cầu. Sau phần giải lao, mọi người cùng hát Kusilita hành khúc, tập hát bài kinh nguyện Kusilita sáng tác Thành Triệu giáo xứ Dầu Tiếng. Thông báo của anh Giuse Lương Văn Tài, trưởng trường lãnh đạo về sinh hoạt trường lãnh đạo năm 2018. Cuối cùng, anh Francisco Xavier Nguyễn Văn Sức, trưởng ban phục vụ, thông báo về kế hoạch mở khóa 3 ngày vào tháng 7 năm 2018 và khóa hội thảo lần thứ 2 vào tháng 10 năm 2018. Đến 11:45, các anh chị của Silista viếng thánh thể cùng nắm tay hát bài bình an của Chúa, sau đó ăn trưa và ra về trong niềm vui. Giáo xứ Bến Sắn, thánh lễ mừng kỷ niệm 2 năm linh mục cha Luciano Nguyễn Thành Tiến. Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 4:45 sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 1 2018, tại nguyện đường Đan Viện Các Binh Thánh Giuse Phú Cường đã diễn ra thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 2 năm hồng ân linh mục của cha Luciano Nguyễn Thành Tiến, phó xứ Bến Sắn. Cha Luciano chủ tế thánh lễ. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý sơ dòng kín, quý bà con thân nhân và ân nhân trong và ngoài giáo xứ.
Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Luciano mời gọi cộng đoàn nhận ra sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để biết sự thật về Chúa và về mình. Trong đời sống của người linh mục, rất cần đến ơn Chúa Thánh Thần để nhờ sự soi sáng của Ngài, người linh mục nhận thức được tình yêu của Thiên Chúa, sống bình tâm trong thân phận thụ tạo, dấn thân tích cực hơn trong việc sống niềm tin trong đời sống. Cuối thánh lễ, cha Luciano gửi lời cảm ơn đến quý sơ, quý thân nhân và ân nhân cùng bà con giáo dân đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho cha. Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho mình, luôn trung thành và tín thác vào Chúa trong đời sống của người linh mục. Thánh lễ kết thúc vào lúc 5:45 trong niềm vui và bình an. Tin giáo xứ Bình Hòa. Giáo xứ Bình Hòa mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, bổn mạng cha sở Phaolô. Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại, cũng là dịp bổn mạng của cha sở Phaolô Phạm Quốc Tuyến, bà con giáo dân giáo xứ Bình Hòa cùng hiệp thông với cha sở Phaolô dâng lời tạ ơn trong thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2018. Có sự hiện diện của quý cha và thầy phó tế dòng thừa sai Đức Tin Việt Nam, có sự hiện diện của quý sơ dòng Phaolô Bình Hòa, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong tình hiệp thông tại nhà thờ Bình Hòa. Trong bài giảng, cha Phaolô đã giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người, biết noi gương trở lại của Thánh Phaolô và sống thánh thiện như Ngài. Qua phép lạ ngã ngựa ở Damas, Thánh Phaolô đã gặp gỡ Chúa, nghe tiếng Chúa và Ngài đã trở lại phục vụ Kitô giáo, làm chứng nhân, hăng say loan báo tin mừng của Chúa Giêsu đến cho mọi người, nhất là dân ngoại. Ngài yêu mến Chúa trên hết mọi sự và luôn đề cao sự hiệp nhất, bác ái yêu thương và tha thứ. Qua đó, cha mời gọi mọi người noi gương Thánh Phaolô sống hiệp nhất với nhau, sống thánh thiện, bác ái yêu thương, vâng theo thánh ý Chúa và nêu cao tinh thần truyền giáo. Cuối bài giảng, cha sở Phaolô nhấn mạnh: tất cả chúng ta đã tụ họp về đây, chúng ta cũng nên quy hướng tất cả niềm hy vọng mong đợi của chúng ta vào một cái chiến thắng cuối cùng. Khi mà như Thánh Phaolô sau khi đã trở lại rồi thì Ngài đã sẵn sàng đến triều thiên dành cho những ai tin tưởng vào cái Thiên Chúa và những sứ đáng để lãnh lĩnh phần thưởng với cùng cùng như lòng mong đợi. Xin cầu nguyện chúng tôi và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau đạt tới cái đích cùng của cuộc tình mà chính Thiên Chúa đã mở ra và chúng ta vui sướng được Chúa gọi và chúng ta muốn đáp lại mỗi ngày tình xứng hơn. Sau thánh lễ, đại diện các hội đoàn và cộng đoàn đã dâng lên cha sở Phaolô những lời chúc mừng cùng những đóa hoa tươi nhân ngày bổn mạng. Tin giáo xứ Phú Lợi, giờ chầu thánh thể dành riêng cho hội cầu nguyện vào thứ hai hàng tuần. Vào mỗi thứ hai hàng tuần, giáo xứ Phú Lợi luôn có giờ chầu thánh thể. Giờ chầu này được tổ chức gần 6 năm nay, được dành riêng cho hội cầu nguyện. Đặc biệt, ngày thứ hai đầu tháng sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho hội. Cứ đúng 20:30 thứ hai hàng tuần, các anh chị em trong hội có mặt và khởi đầu với kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, cha sở Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa đặt mình Thánh Chúa và bắt đầu giờ chầu bằng việc hát các bài hát ca ngợi thánh thể. Tiếp đến là lần chuỗi mân côi, đọc kinh phụng vụ. Điều đặc biệt trong giờ chầu này chính là có phần đọc các bài đọc của chú nhật tới. Sau đó là phần chia sẻ tin mừng của cha sở. Sau bài chia sẻ là phép lành thánh thể kết thúc. Cũng nói thêm, hội cầu nguyện được lập ra nhằm quy tụ các anh chị em công giáo xa quê, có dịp ngồi lại và chia sẻ với nhau qua các giờ kinh và thánh lễ. Hiện nay, hội đã có trên 50 gia đình từ các nơi tham gia thường xuyên như Bến Cát,
Dĩ An, Lá Thiêu, Phú Cường, Tăng Ba, Chánh Thiện và Phú Lợi. Đây cũng là nơi anh chị em chọn là nhà để vời. Với sự yêu thương nâng đỡ của cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa, cha sở giáo xứ Phú Lợi, hạt Phú Cường. Tin giáo xứ Mỹ Hảo, kỷ niệm 29 năm linh mục của cha Tito Nguyễn Minh Nhường. Ngày 25 tháng 1 2018, mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại, giáo xứ Mỹ Hảo cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho cha sở Tito Nguyễn Minh Nhường nhân kỷ niệm 29 năm lãnh nhận thánh chức linh mục. Thánh lễ cử hành lúc 5 giờ sáng, cha sở Tito mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha Gioan Võ Hoàng Sinh và cha Phêrô Trương Huy Hoàng, là hai cha đã cùng chịu chức với cha Tito cách đây 29 năm, ngày 25 tháng 1 năm 1989 tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Đặc biệt, cha cũng nhắc nhở cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho cha Phaolô Phạm Quốc Túy, nguyên phó sứ giáo xứ Mỹ Hảo, nhân dịp mừng lễ bổn mạng Phaolô tông đồ trở lại. Sau thánh lễ, đại diện ban mục vụ giáo xứ và các hội đoàn chúc mừng kỷ niệm 29 năm linh mục của cha sở Tito và dâng lên cha những đóa hoa tươi thắm cùng với món quà nhỏ nhưng tràn đầy tấm lòng hiếu kính của giáo dân. Thánh lễ diễn ra thật đơn sơ nhưng đầy sự ấm áp của những người dân quê nghèo chân chất, cũng giống như vị mục tử của chúng ta vậy. Một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.